Chào các bạn ha, đây là vườn dừa sim Mã Lai ở nhà mình các bạn. Trái này thì còn, vụ này thì còn chưa già các bạn. Vụ đây là cũng dừa dừa nạo rồi nè các bạn. Trái này. Mùa này mùa nắng, nắng nên dừa nó thiếu nước các bạn. Thiếu nước trái nó cũng không có được lớn như mùa mưa ha các bạn. Dừa sim Mã Lai. Bên đây có cây dừa sim xanh nè các bạn. Dừa sim xanh thì cái nó nhỏ hơn dừa Mã Lai ha. Thường buồn nó cũng ít trái hơn bên kia dừa sim Mã Lai. Phân thuốc thì chế độ phân thuốc thì cũng như nhau thôi. Dừa này nước rất là ngọt các bạn. Dừa này thì mình mới mới bán nha các bạn, nên nhìn thấy nó cũng trống trống dừa, thì dừa cũng trống cỏ. Chứ còn thêm một hai buồng dừa mà nạo nữa thì nhìn cây dừa nó cứng luôn, đặc cứng luôn. Đây con vàng vàng này đi đâu nó cũng chạy theo hết các bạn. Cái này là like à các bạn. Trái nó xanh hơn các bạn. Rồi, mình cũng cảm ơn các bạn đã xem ha. Chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc.